Em Trâm đứng thông báo là em Trâm sẽ làm từ thiện nhé. Và từ thiện đấy thì em xem sẽ làm cho một số đối tượng. Thì hiện tại em đang đứng ở quan lớn Đền Tranh, trước cổng quan lớn Đền Tranh đây. Đây, Tuấn quay xung quanh. Đây. Em thông báo cho mọi người biết. Quay vào đây. Đứng vào đây. Rồi. Quay gần một chút đi. Thì em làm từ thiện nhá. Các bác nhà mình nếu mà mình biết ai mà đang bị những cái bệnh hiểm nghèo này đấy, rồi ai mà thực sự là khó khăn hoàn cảnh thì em Trâm sẽ dùng tiền của mình đấy, em Trâm sẽ gửi đến cho tất cả những người đó, và không căn cứ mọi người ở đâu, có thể là ở miền Nam, có thể là ở miền Trung đấy. Thì nếu mà biết chính xác ai mà bị bệnh hiểm nghèo này, với lại ai bị ai khó khăn này, hoàn cảnh này, thì cho em xin số tài khoản nhé, thì em sẽ bắn cho người đó. Dạ vâng, đây là hôm nay là ngày 1 tháng 7. Em đứng trước Đền Tranh đây, thì em cũng em thông báo. Vâng, em thông báo cho mọi người biết. Xong lại là những cái lời em nói ở đây thì là những cái lời mà chuẩn, tất nhiên không không phải là những điều lớn xuông, đúng không ạ? Vì đang đứng ở trước Đền Tranh mà, đúng không ạ? Bên này trước hai mặt nhỏ đây. Đây, hai đứa cháu nhá, em thì em chưa vợ. Vâng, em chưa vợ. Đây hai đứa cháu, con chị gái em. Chị gái hôm nay em cũng cho đi Đền Tranh luôn. Hôm nay em cũng đi từ đoạn chiều qua, bây giờ cũng đến tầm tối rồi. Thì bây giờ em đang bắt đầu di chuyển về. Trước khi di chuyển về thì em làm một đoạn video em đăng lên kênh để thông báo cho tất cả mọi người, những ai mà xem được video này biết, là những ai mà những người mà xem được video này rồi thì các bác mình phát tâm mình giúp đỡ những người đó các bác nhá. Vâng, thì video em làm cũng như thế thôi. Đấy, em làm từ chính cái tâm của em. Đấy, vâng, thì tới em cũng sẽ có nhiều chương trình từ thiện hơn em đăng lên cho mọi người biết đấy. Vâng, các bác nhá, thì các bác mình cùng với em giúp đỡ những người sự hoàn cảnh khó khăn, những người bị bệnh hiểm nghèo các bác nhá. Dạ vâng, em cảm ơn ạ.